bằng mọi cách phải tìm bằng được và bảo vệ cho thằng này. Nó là tương lai của Phan Thị. Phan Thị sẽ trông cậy vào nó. Con sinh ra để làm ông Trung chứ không phải làm con ông Trung. Cái đế chế Phan Thị bố gây dựng là để cho những người xứng đáng được hưởng, chứ không dành cho những kẻ quay lưng lại với nó. Tôi sẽ tự xây dựng lên đế chế của mình, đế chế của thằng Hải. Tin là tao bóp cổ mày chết không? Phan Thị hết thời rồi, tao chỉ tìm chỗ dựa lưng thôi. Mày hiểu chưa?